Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2018, được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Avua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tam Nông đã triển khai thực hiện dự án Ngân hàng Bò trên địa bàn huyện, với mục tiêu là giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sinh kế, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện. Gia đình anh Trần Văn Tấn, một trong những hộ nghèo ở khu 7 xã Vạn Xuân, kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Năm 2018, qua bình xét, anh Tấn được vay 12 triệu từ chương trình Ngân hàng Bò. Gia đình đã đối ứng thêm 3 triệu để mua một con bò giống với tổng trị giá là 15 triệu đồng. Sau 3 năm, nhờ vào sự tập huấn về công tác chăn nuôi, gia đình anh Tấn đã bán được 2 con bò, khoảng gần 30 triệu đồng. Hiện nay, đàn bò của nhà anh Tấn còn 3 con. Con bò đã trở thành tài sản lớn giúp gia đình anh thoát nghèo. Đây là điều mà trước khi anh Tấn chưa từng nghĩ tới. Bây giờ là gia đình tôi còn 3 con bò nữa. Và trong đó là bò có 2 con đang có chữa. Tóm lại là có cái dự án của công ty Avu là mang đến là rất hiệu quả cho kinh tế cho các hộ chúng tôi được hưởng lợi. Thời gian tới cũng mong là công ty Avu tiếp tục có những vốn đối ứng để cho gia đình những hộ nghèo cận nghèo chúng tôi được nông dân tôi được vay và tiếp tục đầu tư để phát triển kinh tế. Cũng từ 12 triệu được vay của dự án Ngân hàng Bò do công ty cổ phần Avu tài trợ, để có được một con bò nái sinh sản, gia đình anh Dương Văn Hán ở khu 1, xã Thọ Văn đã mạnh dạn đối ứng thêm 3 triệu đồng để mua một con bò nái sinh sản. Sau khi được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, anh Hán đã rất chăm chút cho con bò giống của gia đình. Sau 3 năm, anh Hán đã nhân số bò của gia đình mình lên 4 con. Anh vừa bán 2 con, thu về khoảng 30 triệu đồng. Gia đình anh đã thoát nghèo và từng bước ổn định cuộc sống. 3 năm là chăn nuôi là nó đẻ được 3 con, thì đã bán được 2 con, còn 1 con là nó vừa đẻ được 1 tháng. Mà tôi rất là cảm ơn và mong làm sao mà tạo mọi điều kiện là hơn nữa đối với người dân chúng tôi. Mà đấy cho tôi là rất là mong muốn là xong đợt này thì tôi muốn vay tái lại để mà tôi thêm một nái bò nữa. Đến thời điểm này thì đối với các hộ gia đình cũng đã đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và cũng nhiều những hộ gia đình cũng đã thoát khỏi hộ nghèo. Và đối với dự án thì có 10 hộ gia đình được nhận cái dự án bò này, và đến thời điểm này thì đã 4 hộ đã thoát được nghèo. Và đối với chính quyền địa phương, chúng tôi là mong muốn trong cái thời gian tới thì là có nhiều những cái chương trình để mà hỗ trợ cho bà con nhân dân để mà tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên quê hương Thọ Văn. Dự án Ngân hàng Bò là một trong những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong việc phối hợp với doanh nghiệp tạo sinh kế cho hộ nghèo, góp phần thực hiện chương trình chung sức cùng đồng bào nghèo xây dựng nông thôn mới. Tham gia dự án này, huyện Tam Nông có 5 xã gồm Vạn Xuân, Thọ Văn, Thanh Uyên, Hiền Quan và Tể Lễ với 50 hộ tham gia. Mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng trên một bò giống sinh sản. Sau khi bò giống sinh sản, các bê con từ bò mẹ sinh ra trong chu kỳ sẽ dùng để hỗ trợ tiếp cho hộ gia đình, và sau 3 năm, tập đoàn sẽ thu hồi lại vốn. Dự án Ngân hàng Bò của tập đoàn Avua đã trao niềm vui mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang mong chờ thoát nghèo. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục đề nghị công ty cổ phần Avua và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Phú Thọ quan tâm tạo điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện dự án Ngân hàng Bò cái giống sinh sản chu kỳ 3 trong thời gian tới, để chúng tôi tiếp tục chọn lựa các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các đối tượng gia đình gia cam có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận cái nguồn vốn hỗ trợ này để nuôi bò cái giống sinh sản, tạo thêm công ăn việc làm và phát triển kinh tế gia đình. Dự án Ngân hàng Bò của công ty cổ phần Avua không chỉ là hiệu quả thiết thực do dự án mang lại, mà còn là cách tư duy và phát triển dự án. Dự án đã cho thấy khi trao tặng, hỗ trợ nông dân, chúng, đúng, tạo động lực để họ phấn đấu phát triển kinh tế mới là kế sinh nhai hiệu quả và mang tính bền vững.